Chào các bạn. Thì trong những video trước mình đã chia sẻ với bạn cách để thiết kế web bằng một web landing page. Thì hôm nay mình chia sẻ với bạn một cách thiết kế web bằng dạng blogger. Blogger là một cái web mà các bạn sẽ được miễn phí. Thì đầu tiên để mình sẽ tạo một cái blog. Ví dụ như chủ đề là tin tức đi. Thôi mình làm cái vấn đề kiếm tiền online thì mình sẽ làm để mà thử như kiếm tiền trên điện thoại đi. Đó. Rồi, bạn sẽ lấy một cái địa chỉ sẽ như kiếm tiền trên điện thoại. Rồi khi nào mà thấy cái này nó giống như màu xanh thì nó mới được, còn nó không có giống như màu xanh nghĩa là của bạn chưa có đạt, thì bạn sẽ thêm 2019 vào đi. Đó, lúc tích này là ok. Rồi, bạn sẽ tạo blog. Rồi, bạn xem blog của bạn có gì chưa nghe. Tên blog chưa có gì thì để mình từng bước sẽ cho các bạn xem. Đây mình sẽ lấy một cái thêm ở bên ngoài, ví dụ như là thêm này đây. Đó, shopping thêm thì bạn sẽ vào chỉnh sửa HTML, bạn sẽ bấm chữ là sao lưu và khôi phục nè. Rồi bạn sẽ tải cái thêm nó lên. Thêm đó mình đang ở chỗ tải xuống. Rồi sau khi các bạn tải xuống, các bạn sẽ dán nén ra và các bạn chọn cái file là có chứa XML nghe. Hai file này file nào cũng được. Rồi bạn sẽ bấm chữ tải lên. Đó, đây là một cái giao diện mẫu. Thì bạn xem blog của bạn nha. Đó, thấy chưa? Đây là một blog của bạn rất đẹp. Thì công việc của bạn là chỉ là trang trí là thôi. Đó. Thì để tiện dụng hơn thì mình sẽ qua cái blog của mình chỉnh sửa luôn. Sẽ qua blog Thân Nguyễn, mình sẽ lấy cái thêm này luôn. Rồi mình sẽ xem cái thêm blog mình nha. Thì bạn sẽ mua một tên miền để bạn có thể chỉnh sửa cái này. Đây mình sẽ tải lại cái bảng. Lúc nãy mình chỉnh sửa nó chưa có đạt cho nên bị lỗi xíu, nên mình sẽ làm lại cái thêm này qua cái blog của mình luôn. Rồi bạn sẽ tải lại. Thì bạn làm xong một cái blog thì bạn mua một tên miền gắn vô thì nó cũng sẽ là một trở thành một website thôi, rất là đơn giản. Đó, đây là hệ thống web 2.0 hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn không mua tên miền thì bạn không tốn đồng nào hết á. Bạn mua tên miền thì bạn sẽ tốn chút đỉnh thôi. Chỗ này mình đã nó đã nhớ rồi cho nên
Tại sao chỉnh sửa đi được? Thì bạn vào chỉnh sửa HTML, bạn sẽ điều chỉnh lại một số, ví dụ như menu nè, chữ home nè, hoặc là widget nè, kinh doanh nè. Đó. Thì bạn sẽ sửa cái này lại. Còn như này là những bài viết mình đã viết sẵn rồi cho nên nó mới hiện ra. Còn bạn chưa viết bài thì không có đâu. Thì đầu tiên sẽ chỉnh cái mod đi cho nó dễ. Fix mod. Fix mod là xem tiếp. Thì bạn sẽ click chuột vào đây và bấm chữ là Ctrl F nha. Đó. Rồi, bạn sẽ bấm là chữ là Get More. Get More là nghĩa là gì? Là xem tiếp hay đọc tiếp vậy đó. Bạn sẽ chọn là xem tiếp đi. Thì mình nên chọn cái chữ đầu là dứt khoa thì nhìn đẹp hơn. Rồi, bạn sẽ bấm lưu chủ đề. Rồi, bạn sẽ bấm F5 hoặc là bấm Enter. Đó. Nó đã thay đổi được một cái chữ này. Xem tiếp. Rồi, nhiệm vụ bạn là sẽ sửa từng cái. Ví dụ chữ home. Bạn sửa là trang chủ gì đi ha. Home, Enter. Thì bạn sẽ chọn chữ Home là đúng nè. Tại vì chữ Home nhiều khi nó nằm chỗ cái trang thì không đúng đâu. Thì bạn sẽ kiếm chữ Home chỗ menu á. Nó rất nhiều home trang. Rồi lấy chữ khác thì vậy. Ví dụ như chữ hát cũng được. Nó cũng làm khung thôi à. Chữ hát này. Thì nó làm những cái tiêu đề nè, bạn mới sửa được nha. Làm cái kia là bạn sửa là nó sẽ bị lỗi liền. Thì cái chữ hát, chữ home nó cũng gần nhau thôi, nó cũng nằm gần gần đây nè. Đó. Thì bạn sẽ kiếm chữ chữ hát này bạn sẽ sửa lại là sử như kiếm tiền cho điện thoại gì đi. Đó, rồi anh sẽ lưu lại. Rồi bạn sẽ kiểm tra nó được hay chưa nha. Bấm F5. Rồi vẫn chưa đúng vị trí. Chưa đúng vị trí thì mình sẽ sửa lại vị trí khác. Mình trả lại chữ khác rồi nha.
tiêu đề xuất Soria. Có khi bạn tìm nó khá là khó khăn, tại vì nó nằm chung nhau rất là nhiều. Đây chắc là đây. Sửa lại thử được nha. Sẽ bấm là trang chủ. Lưu lại. Rồi. Kiểm tra ok chưa, còn chưa đúng hả? Đây mình sẽ sửa từng cái đi như vậy đó, thì chỗ này sửa được, sửa chỗ khác trước, ví dụ như là xuất sorry phần ở chỗ này mình sẽ copy qua, thì mình dán vào mình tìm kiếm thì ra đây, thì cái này là thành cái hồ sơ xã hội. Mình sửa hay hơn, mình sẽ sửa lại là theo dõi tôi đi. Trên mạng xã hội đi. Rồi, mình sẽ bấm lưu lại. Rồi, bạn sẽ kiểm tra thành tích ok chưa nha. Đó. Nó đã thay đổi. Ok. Rồi, tiếp tục sửa cái CS này. CS này nghĩa là cái gì? Bạn không biết tiếng Anh, bạn có thể gõ thành tiếng Việt thôi, Google Việt đó, quảng cáo bên. Quảng cáo bên cái này mình có thể bỏ không được, có thể bấm vào đây chỉnh sửa trực tiếp luôn được này. Bạn không chèn lên thì bạn sẽ để là để... ở đây nó có thể chỉnh sửa cho cái tiếp này được, bạn thể sửa chỗ này đây, bạn sẽ ra cái nó sẽ cho bài chỉnh sửa trực tiếp, thì bạn sẽ sử như bài viết nổi bật đi.
sẽ lưu lại, bạn có thể bỏ lên cũng được. Rồi, bạn sẽ lưu lại. Rồi, mấy này các bạn có thể sửa lại được. Đó. Đang xem trang là tìm kiếm nè. Và viết mới nhất nè. Mới nhất thì bạn sẽ chọn cái link, chọn link sửa tiêu vào. Mình xem đây còn chỉnh sửa nữa không em. Đây, trang chủ. Test collect chạy đi. Đây mình sẽ chỉnh sửa lại, sửa vào đây xem. Và lét văn bản cái đó có thể bỏ đi cũng được. Rồi quan trọng là cái cuối trang này bạn có thể chỉnh sửa được. Copy thằng Nguyễn 19 nè. Đây là cái đoạn cuối của trang web. Mình sẽ nằm dưới cuối đây. Buy more, buy blogger. Thì bạn sẽ để là ví dụ như để cho mình giá trị gì đó, Thân Nguyễn đi, luôn chia sẻ giá trị thật cho cộng đồng đi, cho nhiều người cũng được. Rồi bạn sẽ lưu lại. Rồi bạn sẽ xem cái chỗ này chỉnh sửa, cần chỉnh sửa nữa nha. Rồi bấm F5. Giờ nằm dưới này à, để mình chỉnh lộn sai. Đây mình sẽ trả nó về cái trên. Copy Thân Nguyễn, copy lấy tiêu đề này. Power by blogger. Đây bạn kiếm chỗ là power by blogger để nằm ngủ trên này thôi. Đây copy 2019 đây bạn sẽ bỏ cái chữ này đi. Rồi bạn sẽ lưu lại. Rồi bạn sẽ bấm F5. Đó thì bằng dưới này bạn có thể chỉnh sửa theo ý của bạn hoặc là giới thiệu một cái dịch vụ gì đó. Đó thì ra phần chữ dưới này ở tay nhìn thấy lắm, bạn có thể chỉnh sao cũng được.
có thể đưa file trang chủ xuống cái này cũng được. Đây, ví dụ như bạn sẽ giới thiệu một cái trang web này đó, bạn sẽ tèm cái link nó vào new theme này đó. Rồi bạn tèm link vào, ít bài, ít xin bài new em. Đây, ít xin bài new em. Bạn có thể đưa cái trang chủ xuống này, thì khi người ta click vào thì ta sẽ trở về trang chủ á. Đó, mà có thể đưa dịch vụ quảng cáo gì cũng được. Đây, ví dụ như bạn sẽ đưa cái đường link của trang chủ xuống như này. Rồi, bạn sẽ bỏ chữ này đi. Rồi, sẽ lưu lại. Rồi, bạn số F5. Đó, khi bạn không sửa lại thì bạn click, người ta click vào thì sẽ ra một trang web của một người khác đó, nên mình sẽ chỉnh sửa lại. Nó giờ nó lỗi hả? Lỗi là do mình xóa đi một cái đây cái đường lên sẽ có một cái dấu phẩy, nó thì bị test thì mình thiếu cái dấu phẩy nè nên nó chưa nhảy ra. Rồi khi mình xóa bỏ và mình xóa mình quên cái dấu phẩy đi đó, nó thiếu dấu phẩy là nó lỗi đó, được đó bạn. Rồi bạn sẽ bấm F5 trở lại. Đó, thấy không? Trang chủ rồi. Đó, thằng Nguyễn luôn chia sẻ giá trị cho thật nhiều người. Thì để kiểm tra được nó chính xác hay không thì bạn sẽ ra một trình duyệt khác. Rồi, bạn sẽ kéo lên được chưa? Đó, trang chủ nè. Từ cái này bạn xịt chữa lại hết để khi nó sẽ không vào của người khác. Rồi thì những cái dòng cuối cùng này thì mình sẽ chỉnh sửa lại sau đi đó, nó chủ yếu là cái cách làm như thế thôi.
thôi. Tao đang clip bạn sẽ trở về cái trang chủ. Còn cái chỉnh sửa cái tiêu đề trang chủ thì nó cũng tương tự vậy đó, thì sẽ tìm hiểu dần dần nha. Đó, máy này bạn có thể chỉnh sửa lại, không có thanh công cụ vào này nè, bạn sửa thoải mái. Cho cái này hồi nãy mình chỉnh sửa rồi nên nó bị lỗi nè. Rồi, nó có thể qua bút cục cho xem mình chỉnh sửa đó rồi không nha. Thì để mình nói thêm bạn, ví dụ như bình thường bạn xem blog thì nó sẽ ra cái dạng có cái blogger này, thì bạn sẽ thay đổi một cái logo giống như trang web gì đó. Đó, thay đổi này, đó, bạn tải lên rồi bạn lưu lại được. Ok, edit menu. Đó, bạn muốn thêm những cái tiện ích giống như là ví dụ như thêm một cái banner quảng cáo hay gì đó, bạn có thể vào đây thêm để thêm. Đó, những cái thành banner nè, đây ví dụ nè, đó bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp, chỉnh sửa trong đây, có thể chỉnh sửa trong cái chủ đề HTML đó. Rồi, nói chung việc chỉnh sửa cũng đơn giản vậy. Thì để mình nghiên cứu lại cái menu để chỉnh sửa được không thì em đi sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Vâng, video này sẽ dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Cảm hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.